mắt không thể nào xóa nhòa những nỗi niềm từ lâu anh đã chôn giấu. Đặt bàn tay ấm áp lên con tim yêu mềm, anh thấy mình lạc lõng giữa những cô đơn. Xòe bàn tay anh đếm yêu thương của chính mình, chẳng thể nào ngừng yêu em đến thế. Dẫu biết trước yêu thương bây giờ đã khác rồi, yêu một người có dễ quên được đâu. Phải làm sao để anh có thể ở bên em, yêu em mãi mãi, những lúc buồn những khi vui luôn có em kề bên. Phải yêu em nhiều hơn bao nhiêu thì lòng em mới hiểu được, yêu em nhiều hơn cả bản thân mình. Được sự thật này, em sẽ buồn lắm. Thực sự, anh không đành lòng nhìn em đau khổ đâu Vân à. Hãy tha lỗi cho anh. Những khi vui luôn có
Đây là kết quả xét nghiệm của anh Vĩ. Giữa Phượng và anh Vĩ không có gì hết. Anh Vĩ bệnh nặng lắm đó. Những gì Vân thấy chỉ là màn kịch mà thôi. Vân hãy về bên Vĩ đi. Tại sao anh gạt em? Dù chỉ được ở bên cạnh anh một ngày, em cũng hạnh phúc lắm, anh có biết không? Phải làm sao để anh có thể ở bên em, yêu em mãi mãi? Những lúc buồn, những khi vui luôn có em. Chào cho người yêu vài câu luyến.